Chào mọi người, mình là Kirudin. Thì sau khoảng một tuần mình được hãng cho mượn và trải nghiệm con máy Lumix G100 này, thì hôm nay mình sẽ đánh giá vài điểm mà mình thích nhất ở con máy này. Thì trên tay mình là một cái combo gồm một con máy Lumix G100 và một cái lens 12-32 cùng với một cái chân như thế này, mình có thể cầm và có một cái nút rec trên đây và cái nút shutter. Cái điều đầu tiên mình thích ở chiếc máy này là nó không bị overheat. Thì trong suốt quá trình mình sử dụng thì nó đều hoạt động rất là trơn tru và không có bị ngắt ngang. Thời lượng pin cũng rất là đáng kể, có thể sử dụng onset được khoảng nửa ngày, quay ở 4K 30 frame thì nó có thể trụ được khoảng nửa ngày, tất nhiên là quay ngắt suột. Cái điều thứ hai mình thích ở chiếc máy này là có thích hợp mic thu âm điều hướng. Thì hiện tại nó có 5 chế độ, một là auto, hai là surround, mình sẽ thu âm xung quanh, ba là front chỉ thu âm phía trước thôi, tracking là nó sẽ nhận diện khuôn mặt người nào đang lấy nét thì nó sẽ thu âm người đó, còn back là chỉ thu âm phía sau dành cho những bạn thu âm khi bạn quay những cái như là food hay là ẩm thực. Cái điều thứ ba mình thích ở chiếc máy này là cái khả năng chống rung body của nó. Thì chúng ta sẽ có hai chế độ, đó là standard và là high. Thì thường là mình sẽ sử dụng cái standard thì nó đã rất là ok rồi, còn cái high thì nó sẽ cross sensor vô khá là nhiều. Thì mọi người nên cân nhắc trước khi sử dụng. Và đây là một số footage mình sử dụng quay handheld. Và điểm thứ tư mình thích ở một chiếc máy nhỏ gọn như thế này vẫn có tích hợp một cái picture profile, đó là vlog, để cho chúng ta có khả năng giữ lại nhiều chi tiết ở vùng highlight và shadow hơn, cũng như là hậu kỳ. Điều mình khá ngạc nhiên khi mà ở một chiếc máy ảnh nhỏ gọn quay vlog như thế này vẫn có khả năng thay lens. Bạn có thể sử dụng tất cả những ống kính M43. Ở đây mình có sử dụng một con Sigma 18-35 trên con máy Lumix G100. Và đây là một số hình ảnh mình chụp được từ chiếc máy Lumix G100. Và điều cuối cùng mình thích ở chiếc máy ảnh này đó là tính tiện lợi. Và tất nhiên điều này không thể thiếu đối với một chiếc ảnh quay vlog, gắn chân máy vào, gắn dây kết nối. Còn chất lượng hình ảnh mà mình muốn quay, mình chọn focus mode về AFC. Ở photo style thì mình sẽ chọn Cine Live V vì mình thấy cái màu này khá là vừa mắt đối với mình. Ở phần built-in mic thì mình sẽ chọn tracking. Mode quay mình sẽ chọn về P. Tất cả những việc đo sáng chỉ để máy lo thôi. Và lật màn hình về phía trước. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ sau một tuần trải nghiệm chiếc máy Lumix G100 này. Thì mọi người có thể đến ngay cửa hàng Siro, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nha. Hẹn mọi người trong video lần sau.